Điểm một đều. Các bạn đang xem trận chung kết. Điểm 2-1. Đây là Lâm Minh Sơn phá bóng. Các bạn đang xem trận chung kết. Giữa Yên Bình và Tăng Tiến. Mạnh Thượng. Đội xanh là có Lâm Anh Xanh. Lâm Anh Xanh đến từ cả Ninh Bình nha mọi người. Đàm Văn Công là số 7 cũng Đàm Văn Công số 7 là của Hà Tĩnh. Số 4 là Đàm Văn Công. Đàn áo màu xanh. Và Văn Nam à? Văn Nam đến từ Thế Công. Văn Nam số mấy? 57 nhưng chuyển hai rất hay. Văn Nam số 2. Có thể tranh ngang rồi nhưng Văn Nam rất hay, rất đẳng cấp. Còn ở bên kia thì chuyển hai hàng đầu học viên quốc gia Việt Nam cũng đang mặc áo đội tuyển quốc gia Giang Văn Đức. Đi chuyển hai cho Quốc Hơi và Ba Tê. Trong phòng màu vàng của đội Yên Bình. Vô cùng cảm xúc. Số 9 là Từ Thanh Thuận. Số 10 là Giang Văn Đức. Số 6 là Vũ Quang Khơi. Điểm bây giờ là 4-2 rồi. Oh!
6 cho Yên Bình. Yên Bình 76. Đặt bóng em đặt to lên cho anh đó. Lâm Minh Sơn. Rồi xong rồi. Mất bóng rồi. Cái ba qua tiếng trước hai bóng. Này mất bóng rồi. Quá xong. Bắt rồi mà. Có 345 người xem đây. Đá bóng đi bộ đội Nguyễn Hồ anh Văn Thành và cùng như Ngô Thắng nha. Ba hai tỉnh về chung kết. Vâng, mất bóng đó mọi người. Có rồi. Đang 351 người đang xem đấy. Điểm 86 cho Yên Bình. Trong trang phục màu vàng là Yên Bình nha mọi người. Có tăng cường thêm Giang Minh Đức số 10, số 9 là Từ Thanh Thuận. Và số 10 Lâm Đức. 6 là Vũ Quang Khơi. Lâm Minh Sơn. Điểm 78. Vừa rồi là Lâm Minh Sơn. Đánh cho Tăng Tiến nha mọi người. Lâm Minh Sơn là cầu thủ của Trần Anh Ninh Bình. Số 7 là Đàm Văn Công. Đánh của cầu thủ của Hà Tĩnh. Số 2 là Văn Nam của Thế Công. Từ Thanh Thuận. Đây là Đàm Văn Công. Chín bảy rồi mọi người. Ba bộ bóng tốt của Lâm Văn Sơn. Điểm 89. Điểm số là 18 cho thôn Yên Bình. Điểm 18 cho thôn Yên Bình nha mọi người. Quang Khơi phạt bóng với tất cả là một pha nhảy phạt tấn công rồi. Chú Chính là cầu nhà nha các bạn, chú Chính đội ống xanh là cầu nhà, còn chú Chính này kia là Từ Thanh Thuận. Chú Chính áo xanh là cầu nhà. Số 7 áo xanh là Đâu Nội. Số 7 áo xanh là Đàm Văn Công của cầu Hà Tĩnh nha mọi người. Đây là Thanh Thuận. Số 4 áo xanh là Lâm Minh Xanh của Trần An Ninh Bình. Số 2 áo xanh là Văn Nam của Thế Công. Và điểm trực tiếp của Vũ Quang Khơi. Điểm 12-8. Rất tốt. Lại là ba đầy lực.
ba một vụ quá khơi. 13-8 rồi. Tiếp tục là Vũ Quang Khơi phát bóng. Điểm 90. Các bạn đang xem những hình ảnh trực tiếp từ xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình mọi người nha. Trận chung kết giữa thôn Tân Điền trong trang phục áo màu xanh gặp thôn Yên Bình trong trang phục áo màu vàng. Số 2 áo vàng là libero nha mọi người. Vừa rồi là Đàm Văn Công nha mọi người. Đàm Văn Công cầu thủ của Hà Tĩnh. Nãy đang lại 15-11 rồi. Sự cố rất là đáng tiếc nên phải kết thúc video. Điểm 12-15. Thái lực của Đàm Văn Công. 13-15 rồi. Mười sáu mười ba rồi. Đây là set đấu thứ nhất của trận chung kết chiều hôm nay. Từ Thanh Thuận. Như vậy là trọng tài đã xác định bóng sang chân, đánh bóng sang chân. Điểm 17-13. Mười bốn mười bảy. Và kết thúc rất uy lực của đội Thanh Thuận. Điểm 18-14. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lâm Văn Sơn ngoài sân rồi, 19-14 rồi. Các bạn đang xem trận chung kết. Đây là xét đấu thứ nhất giữa thôn Yên Bình và thôn Tân Tiến. Thôn Yên Bình trong trang phục màu vàng có tăng cường Giang Văn Đức, Từ Thanh Thuận và Vũ Quang Thơi. Điểm 20-14. Thôn Tân Tiến trong trang phục màu xanh. Số 4 là Lâm Văn Xanh đến từ Trà Ninh Bình. Số 7 là Đàm Văn Công đến từ Hà Tĩnh. Và số 2 là Văn Nam đến từ Hễ Công. Đây là xét đấu thứ nhất. Điểm số 20-14 nghiêng về thôn Yên Bình. Thôn Yên Bình là tên của Từ Thanh Thuận, Giang Minh Đức và Vũ Quang Khơi nha mọi người. Đàm Văn Công, bóng Văn Công các bạn đang xem xét thứ nhất của trận chung kết. Đây là giải bóng chuyền của thôn Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tỷ số bây giờ là 22-14 nghiêng về thôn Yên Bình nha mọi người. Thôn Yên Bình trong trang phục màu vàng, tăng cường Vũ Quang Khơi, Giang Văn Đức chuyền hai và Từ Thanh Thuận. Trong trang phục màu xanh là thôn Tân Tiến, được tăng cường thêm Lâm Văn Xanh. Số 4, số 7 là Đàm Văn Công của Hà Tĩnh. Số 2 là Văn Nam của Thể Công. Từ Thanh Thuận bỏ nhỏ. À, kết thúc đây, Từ Thanh Thuận, Văn Văn Công, 17-24, chưa phải là tết, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Hà Tĩnh cố lên. Lớn lớn một rồi, 3-2 rất tốt. Như
vậy là kết thúc trận đấu thứ nhất với tỷ số 25-17. Đây là một bóng bóng bay đã bay lên trời nha mọi người. Đây là núi non của Quảng Bình nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Mời các bạn đến với xét thi đấu thứ hai. Mời các bạn đến với xét thứ hai của trận chung kết. Xét thứ nhất thì Thôn Yên Bình đã thắng 25-17 nha mọi người. Thôn Yên Bình trong trang phục màu vàng. Có tăng cường từ Thanh Tùng, Giang Mỹ Đức và Vũ Quang Khơi. Trong trang phục màu xanh là Thôn Tân Tiến. Có tăng cường Lâm Văn Xanh của Trần An Ninh Bình. Đàm Văn Công của Hà Tĩnh và Văn Nam của Thế Công. Như vậy là điểm số 1 đều. Đây là xét đấu thứ hai nha mọi người. À đây bạn, để cho nó cho mình khỏi nó bạn ơi. Mệt quá, nó từ sáng giờ đuối rồi. Điểm 3-1 cho Tân Tiến. Vừa rồi là đánh hàng sau của Vũ Quang Khơi nhưng mà không thành công nha mọi người. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi hai chạm bên Tân Tiến. Điểm 2-3. Vừa rồi là pha kết thúc của Lâm Văn Xanh nha mọi người. Điểm 4-2. Chụp cái gì vậy? Vừa rồi là pha bắt góc. À, điểm trực tiếp của Đàm Văn Công đến từ câu lạc bộ Hà Tĩnh. Điểm 5-2. Vừa rồi là pha kết thúc không thành công của Từ Thanh Thuận. Tiếp tục là Đàm Văn Công phát bóng. Đàm Văn Công là số 7 của cầu thủ của Hà Tĩnh nha mọi người. Không được rồi. Điểm 3-6. Điểm 7-3. Đây là xét đấu thứ hai. Xét đấu đầu tiên thì Thôn
Không, Yên Bình đã thắng nha mọi người. Yên Bình có tăng cường Giang Minh Đức, chuyền hai số 1 Việt Nam từ Thanh Thuận đối diện số 1 Việt Nam và Vũ Quang Thơi. Ông Trùm đánh giải Hà Lan rất tốt. Vừa rồi là pha kết thúc của từ Thanh Thuận, điểm 4-7. Từ Thanh Thuận phát bóng, từ Thanh Thuận áo số 9, số 10 là Giang Minh Đức, số 6 là Vũ Quang Khơi. Xiên băng tổ chức đổi trái bóng khác đi cho nó nhẹ, cái bóng mà chưa khởi động á, chưa đánh á. Rất tốt. Vừa rồi là pha tấn công rất xuất sắc của Đàm Văn Công nha mọi người. Điểm 8-4. Đây là trận chung kết tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Với sự góp mặt của các cầu thủ rất tốt nha mọi người. Hóa Tú MC, Quý MC, Quốc Dư, Văn Hạnh, Đức Hạnh, Mỏ Hồng, Văn Thành. Đây, phản công cho Tân Tiến. Tân Nam. Vừa rồi là số 2 Văn Nam đến từ Thể Công mang lại điểm số 9-4 cho Tân Tiến. Vũ Quang Khơi đã lấy lại một điểm ngay sau đó. 5-9. Bác Văn Hồng điểm 10-5. Theo thông tin thì mấy bạn có biết không? Theo thông tin thì Từ Thanh Thuận về thôn Yên Bình với giá 30 củ. Chưa nói Giang Văn Đức và Vũ Quang Khơi. Theo dự đoán của Volleyball Việt Nam thì không dưới 50 củ nha mọi người. Đây là một thôn thôi. Thật là ghê gớm. Vừa rồi là Văn Nam điểm 11-6. Điểm 71. Rồi là Đàm Văn Công nha mọi người. Điểm số 12-7. Đàm Văn Công thật sự anh sung lên đánh rất khó chịu. Đánh cười hoài. Ông bạn đâu vậy? Vũ Quang Khơi, bóng Văn Công.
Làm bằng câu. Điểm 13-7 rồi. Điểm 13-7 nha bạn. Rồi trọng tài bắt lỗi qua người của số 3. Không vẫn còn Lâm Văn Sơn. 14-7 rồi. Xét thứ nhất thì Từ Thanh Thuận và Giang Văn Đức của Quang Thời thắng với tỷ số 25-17. Bây giờ thì đã đảo chiều rồi nha mọi người. Điểm bây giờ là 14-7 rồi. Rất tốt của Từ Thanh Thuận. 8-14. Văn Thành. Văn Thành là ai mình không biết. Set này là set thi đấu thứ 2 nha bạn. Trận chung kết này thi đấu với 5 set. Tháng 3 trận đấu tháng. Lại là Lâm Văn Sơn. Lâm Văn Sơn không có nhiều. 15-8. 15-8. Set đầu tiên thì đội Yên Bình đã giành chiến thắng. Set đấu thứ 2 tại đi nè, rớt cái điện thoại luôn nha. Quá nghiệp anh ơi. Đúng không? Quá tự thắng luôn. 19-15. Chỉ nữa là rớt cái điện thoại từ tầng 2 xuống rồi mọi người ơi. Xin lỗi mọi người nha. Em Văn Thành và Đức Hạnh đã thua rồi nha mọi người. Văn Còn. Đây là Quang Khơi. Một công xong. Chúng ta 338 người đang xem. Người xem bỏ ra 2 giây. Like video giúp mình với mọi người. Mà nhờ chờ mình xí mình cố định cái điện thoại nha bạn. Nãy xem rất cái điện thoại mười mấy cũ của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là Lâm Văn Sơn. Lâm Văn Sơn. 16-10 nha bạn. Cảm ơn. Cảm ơn Nguyễn Hòa Phong rất là nhiều. Anh đèn tốt quá bạn ơi. Anh đèn là người tốt. Điểm 11-16. Anh đèn mua thè chè thôi. Mua chè vô cho hai anh em. Xuống chiều dòng quê và phố là bộ Việt Nam. Hiện tại thì hai anh em đang ngồi ở cái đường mương nước của lầu 2. Em không thể đi xuống được nha bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta chưa khởi còi nha anh Thuận ơi. Chọn 3 chấm và bấm chế độ 720 giúp em nha anh ơi. Điểm 11-16. Điểm 11-16. Anh đèn có chưa vậy? Mười bảy mười một rồi. 17-11 các bạn ơi. Đồ hũ anh. Điểm số của xe thái đang là 17-11 rất bất ngờ. Và như vậy là chúng ta đang không mười bảy. Hãy ai mua cho. Hiện tại thì các đồng hồ cả hai rồi rồi. Hãy mua. Anh có tiền nha. Dạ. Anh đem đây anh có tiền ha, 20 nghìn. Anh kêu cái thằng đi đâu? Em đưa hốt cho anh á. Hỏi cái thằng đi đâu? Chứ sao anh lấy tiền hốt? Chứ sao anh nói vậy? Đưa cho em những người mua tiền. Điểm
12, 17 nha các bạn. Mười tám mười hai đây là xét đấu thứ hai, đây là xét đấu thứ hai nha mọi người. Xét thứ nhất thấy xét thứ nhất thì đội màu vàng thắng đội màu xanh rồi, bây giờ xét thứ hai thì đội màu xanh đang dẫn lại 18-12 rồi. Nói vậy cho dễ hiểu. Vừa rồi là Vũ Quang Khơi nha mọi người. Đội màu vàng là đội Yên Bình, có tăng cường Giang Văn Đức, Từ Thanh Thuận và Vũ Quang Khơi. Rất tốt. 19-12 vừa rồi là pha kết thúc của Văn Nam. Quá đẹp cho Văn Nam. Văn Nam đến từ câu lạc bộ thể công nha mọi người. Chào 309 người đang xem các bạn trên kênh. Dẫn lại. Điểm 19-13 nha mọi người. Đã bắt đầu nặng lên. Trời này trở thành lên nhọc. Âm được vừa bây giờ lại cái đầu vừa chơi nắng. Đội chuyên một của Quang Khơi. Vâng. Giang này đứng lại sửa sai giúp Quang Khơi. 14-19 rồi. 14-19 rồi và chấm bóng tốt của Giang Minh Đức nha bạn. Như vậy là một tình huống để mất điểm rất hạn chế của cấp 1 điểm 14-19 rất khó chịu. Đây là đang tấn công đập bóng tốt. 20-14 mọi người ơi. Đội màu xanh là Tăng Tiến, đội màu vàng là Yên Bình nha mọi người. Xét thứ nhất thì đội màu vàng thắng rồi. Xét thứ hai là thì đội màu xanh đang dẫn 20-15. Số 6 áo màu vàng là Vũ Quang Khơi. Số 9 là Từ Thanh Thuận. Số 10 là Giang Văn Đức. Lâm Văn vừa rồi là Lâm Văn Xanh. Vừa rồi là Lâm Văn Xanh lấy điểm số 21 nha mọi người. Rất là nhiều, đã có sự nhắc nhở của em. Nhưng mà tốt đi, mình cứ cho đi đi. Sau này có nhận lại hay không thì tùy thuộc vào mình nữa. Từ Thanh Thuận. Mình sao thì mặc kệ đứa bạn không quan tâm làm gì hết cả. Hôm qua bạn bất diện quê đã cho đi rất nhiều. Dạ không anh ơi, trời quá chọc em hoài. Đây là Lâm Văn Xanh. Rồi phản công Thanh Thuận. Sắp rồi. Lâm Văn Xanh là cầu thủ của Trà Ninh Bình, mang áo số 4, mang áo màu xanh nha mọi người. Số 7 là Đàm Văn Công. Bỏ ra 2 giây thôi mọi người ạ. À. Đây là cơ hội. Từ Thanh Thuận chứ ai nữa. Không được rồi. 22 của 17. Thế này sẽ thi đấu thứ 2 thôi. Vừa xem vừa lái mới được. Nhưng mà người không lái. Xem vừa đi không lái. Thanh Thuận. Vừa rồi là Lâm Văn Xanh nha mọi người. 18-22. Xin chào bạn.
Bình đang thắng nha các bạn nha. Đúng rồi Adam NVD, chuyện hay quá đẹp. Chuyện hay cho hai mươi ba mười tám cho các cầu thủ thôn Tân Tiến. Ok mọi người nha, kéo mọi người cho vui thôi. À không lại thôi. Cái gì chịu nổi. Để mà 23-18 điểm của bà là bóng quê là của bộ quân ơi. 19-23 thứ gì chịu nổi anh bạn các bạn ơi. Theo câu nói của ông Trung Tài Bò, xem thì xem, không xem thì mọi người nha. Điểm đồ trận đấu 23-23. Đúng rồi, bạn nào cảm thấy câu đoạn là khó chịu thì có thể ra ngoài. 24-19. Đây là Vũ Quang Khơi. Bóng tốc của ông Quang Khơi. Điểm 20-24 các bạn. Sắp tới có rất là nhiều giải 20-24 từ miền Nam ra miền Bắc. Bắc vào Nam đâu đâu cũng giải cả các bạn. Đây là Nguyễn Văn Nam. Cơ hội rút ngắn khoảng cách. Vâng. Tay trái góc ngay dưới video các bạn. 21-24 cho Yên Bình. Để giúp mình để có sự tương tác trên YouTube chúng mình với các bạn ơi. Như vậy là tỷ số bây giờ là 1-1 nha mọi người. Mời các bạn đến với set thi đấu thứ 3. Hai người đã qua nhau 1-1 sau 2 lượt đánh. Các bạn hãy nhớ lại để đây là trận chung kết thi đấu 5 set tháng 3 nha mọi người. Chuẩn bị có giải nông dân. Các bạn đang xem những hình ảnh trực tiếp từ thôn Hóa Tiến, xin lỗi xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là hai đội đã đang thi đấu trận chung kết. Tỷ số bây giờ là 1-1. Trước màn hình các bạn là đội màu xanh là thôn Tân Tiến, có tăng cường Lâm Văn Xanh, số 4 Đàm Văn Công, số 7 của Hà Tĩnh, và số 2 là Văn Nam của Thể Công. Trang phục màu vàng là đội Yên Bình, trang bị cầu thủ Giang Minh Đức, Vũ Quang Khơi và đặc biệt là Từ Thanh Thuận. Tỷ số bây giờ là 1-1 rồi nha mọi người. Mọi người hãy đến với set thi đấu thứ 3. Bạn đang ở phía sau mình nha bạn. Em hiện tại thì số 10 giống em chiền không anh ơi? Số 10 giống em chiền hay quá nha. Chạy giống mặt cò thì đánh vô huyện nha. Huyện Bình Sơn. Mặt đá là chung kết rồi. Đánh giải đấu này 6 đội. Đánh cái thằng 2 bạn. Đánh trong vòng 1 ngày thôi nha bạn. Kế này đánh nam xếp nhầm người. Hiện tại xếp thi đấu này là xếp thứ 3. Hai đội đang hòa nhau 1-1. Mời các bạn đến với xếp thi đấu thứ 3. Phòng thủ tốt. Đây là tên sinh tốt. Đàm Văn Công. Hai xong. Ông Công sang cho bạn. Ông Sang rồi. Ông Sang. Tân Tiến. Đến 1-0. 1-0 cho team của Đàm Văn Công và Lâm Văn Xanh. Xin ban tổ chức hãy đổi ra banh chưa thấm nước đi ạ. Banh thấm nước quá nặng các bạn ơi.
Vừa rồi là Vũ Quang Khơi. Một đều. Chúng ta cảm ơn mọi người rất là nhiều. Điểm một điều nha các bạn. Mời các bạn tiếp tục trở lại trận đấu điểm 4-1. Đây là trận đấu thứ 3 nha mọi người. Điểm 24. Giang Mỹ Đức là người phá bóng. Bóng đẹp. Không. Điểm 6-2 cho Thông Tân Tiến, cho team của Lâm Văn Xanh, Đàm Văn Công và Văn Nam. Đây là Tuấn Anh có bóng. Hai set đầu thì tỷ số đã một đều rồi nha mọi người. Đây là set đấu thứ 3. Thi đấu 5 set thắng 3. Đây là phản công cho Tân Tiến. Lâm Văn Xanh. Chị hai bên áo xanh là một em nhỏ nha mọi người, một em nhỏ của địa phương. Chị hai bên áo vàng là Giang Minh Đức, là cầu viện số 1 Việt Nam, và Từ Thanh Thuận, Vũ Quang Khơi. Nhưng bây giờ đang bị dẫn điểm 8-2 rồi các bạn. Hai chiếc đầu thì tỷ số một đều.
chín. Là đã xem đã rồi, năm hai nhóm một đều. Xem ba năm ba tám hai cho áo xanh hơn Tân Tiến. Em gọi qua xuống đâu đây? 130 em thấy mất. Đi em xem bao nhiêu phần trăm. Đấy, sao đấy. Điểm 14. Cảm thấy cảm giác của bóng đó không sao cho bạn thấy. Đây hiện tại là có tranh cãi giữa cầm tay. Các bạn có xem đó, các bạn tua lại. Như vậy là trọng tài đã xác định điểm cho các cầu thủ Tâm Tiến nha mọi người. Điểm 11-4, đây là trận đấu thứ 3. Năm mươi một cho team của Từ Thanh Thuận, Giang Minh Đức đánh cho Yên Bình. Người có bóng là Từ Thanh Thuận. Đam mê rất là lớn đối với cuộc bóng chuyền này. Mười hai năm. Có tham gia chuyền này cho cấp ba có tiếng chuyền cho anh Văn Hành. Yên Bình đã giành được giải nhì tại giải Đồng Quyền Minh Quá nha bạn. Điểm 62. Để nào biết được nha bạn. Bóng tốt, điểm 13-6. Hai trận đầu tiên thì hai đội đã hòa nhau một điểm. Hôm nay là trận thi đấu thứ 3 và hiện tại Tân Tiến đang dẫn 7 điểm nha bạn, 13-6.
thủ Quang Khơi. Bóng cho đội Thiên Bình 10. Đó là về
các bạn chịu khó nghe loa của trọng tài nói được rồi. Các bạn ai đẳng cấp của anh, các bạn nào có thể đưa xe thì hãy vào. Năm 2021 chưa bạn, vừa mới ra thôi, cách đây tầm 1 tháng thôi. Điểm 12, 18 20-14 cho các cầu thủ Tân Tiến, cho Long Văn Xanh, Đàm Văn Công và Từ Thanh Thuận. Các bạn đã xem trực tiếp trận chung kết giải bóng truyền đại hội thể dục thể thao xã Hòa Tiến thứ tư năm 2021 nha bạn. Cảm ơn anh Thanh Tâm về thông tin của anh nha. Bung chơi chờ tỉnh nào vậy mọi người ơi. Thank you.
sẽ là 1-0. Thì số điểm của Sẹt Pá đang là 23-18. Nhưng về Đàm Văn Công và cầu Tân Tiến áo xanh. Như vậy là tỷ số hiện giờ là 2-1 nha mọi người. Tạm thời nghiêng về con Tân Tiến. Mời các bạn đến với trận thi đấu thứ tư. Nếu như thôn Yên Bình thắng trận này thì hai đội sẽ bước vào xét chung kết 15 điểm. Xét chung kết của trận chung kết. Mời các bạn đến với xét thi đấu thứ tư. Đây là xét đấu thứ tư. Và xét đầu thì bên Tân Tiến tạm với dẫn với tỷ số 2-1 rồi nha mọi người. Thank you.
Nếu các cầu thủ yên bình thắng xét này thì hai đội sẽ bước vào xét thứ 5, xét chung kết nha mọi người. Thắm chậm nước hết rồi. Em xin với cô nha bạn. Đó bóng ra ngoài, điểm 2-3 cho các tiếp. Điểm 2-3 các bạn ơi. Đây là xét đấu thứ 4 của trận chung kết. Thật sự ở quê mình mà được như vậy thì tốt biết mấy. Quảng Ngãi chưa có giải nào mà tranh được 3 triệu nha các bạn. Giải thưởng giải nhất chỉ 3 triệu đô la, rất là buồn. Và kinh phí thì hàng hẹp, lúc nào cũng hàng hẹp cả. Nên rất là buồn về Quảng Ngãi, phong trào không như những nơi khác. Vừa rồi mình có quay ở Ninh Bình, thi đấu Ninh Bình nha bạn, giải Hoa Lư, mình sẽ làm về truyền hai dân Đức. Các bạn nào chưa xem thì có thể vào xem nhé bạn, rất là đẹp. Qua truyền hai điểm 3-5. Đây là phản công cho Nguyễn Bến, thấp rồi. Bóng vừa rồi hơi thấp nhưng người cầu đã có pha xử lý là không tốt. Điểm 5-6. Đây là xét đấu thứ 4. Nếu như bạn áo vàng mà thắng thì hai đội sẽ bước vào xét thứ 5, xét chung kết nha mọi người. Bạn áo vàng là từ Thanh Thuận, Giang Văn Đức và Vũ Quang Khơi. Vừa rồi là từ Thanh Thuận. Điểm 7-5. Thank you.
Nhọc rồi bạn ạ. Từ sáng giờ ngồi ở ngồi cái chỗ mà không có chỗ ngồi đó bạn, chứ không phải là ngồi cái ghế đâu. Ngồi về ngồi trên mái nhà các bạn ơi. Ngồi quay mà ngồi ngay cái đường những cái đường thốt nước của tầng 2 đó các bạn ơi. Tập thốt nước của Nguyễn Văn Nam. Đếm 7, 8. Hình như là hết mạng rồi các bạn ơi. Để mình mua các tài mạng được không nào? Được không? Tặng cái gì? Cái gì? Điểm 97. Mọi người xem video nhớ cho em một like nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh xin like mọi người để có sự tương tác. Quá đẹp. Ba ba một cả người của Lâm Văn Đông. Mạng khi nào mà nó giật hay là nó lát thì các bạn nói để mình đăng ký lại mạng nha, chứ bây giờ sắp hết mạng rồi. Lại từ sáng giờ. Điểm 10 đều. Một điều rồi. Công đó đánh hay nhưng sao mình cũng đang công nha bạn. Đó, mang công mình cũng mang công luôn. Sao công đó đánh hay thế nhỉ? Thế này là sẽ thi đấu thứ tư các bạn ơi. Điểm 11 điều. Phát bóng ra ngoài. Vừa mới chạm thành. Công nhưng các bạn. Điểm 12, 11. Xét đầu tiên là Thôn Yên Bình thắng nha mọi người. Xanh nha các bạn.
Bây giờ tỷ số là tạm 2-1 nghiêng về thôn Tân Tiến. Nếu Tân Tiến thắng trận này nữa thì thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Thôn Tân Tiến, thôn Tân Tiến đang trang phục màu xanh nha mọi người. Thôn Yên Bình trang phục màu vàng. Thôn Tân Tiến trang phục màu xanh thì Tân Cường Lâm Minh Xanh, Đồng Đàm Văn Công và điểm 13-1 các bạn ơi. Xong giải là trong phục màu vàng thì là đội Yên Bình, Tân Cường, Giang Mỹ Đức, Từ Thanh Thuận và Vũ Quang Khơi. Điểm 12-13. Công công cũng được nhưng đánh bóng hai là được các bạn ơi. Đam mê đánh bóng hai là được. Công công cũng được. Khi nào mạng yếu thì các bạn nói để mình tắt, mình đăng ký mạng, mình like lại nha mọi người. Đúng rồi, thật sự mình thấy ở đây rất là đam mê bóng kia. 13 điều. Từ Thanh Thuận là áo số 9 màu vàng nha mọi người. Áo số 10 màu vàng là Giang Văn Đức. Số 6 là Vũ Quang Khơi. Vũ Quang Khơi của Trạng An Ninh Bình. Điểm 13 điều. Như thằng ở trận đấu này thì thôn Tân Tiến nào sánh sẽ thắng chung cuộc 3-1 và vô địch. Còn nếu như thằng ở trận đấu này thì Thanh Thuận và anh Giang Văn Đức sẽ kéo điểm 14-13. 14-13. Đây là trận đấu của Ba T. Đây là trận đấu thứ tư. Ba số đầu tiên thì tạm thời Tân Tiến dẫn 2-1 nha bạn. Mưa như lại bình đẳng lên. Thế lực của tất cả các vận động viên đi bao mòn. Đúng rồi bạn ơi, chuyền cấp. Không vẫn còn. Là chuyền hai của trường cấp 2-3. Vũ Quang Khơi. Điểm 15-13 rồi. Chúng ta cổ vũ cho Yên Bình thắng xét đấu này để hai đội bước vào xét thứ 5 nha mọi người. Trời mưa, sân trên mọi người ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ thuật chuyên môn của các vận động viên ở giải đấu này. Khu giải đấu này nói về ngoại bình thì cực kỳ hot, nhiều hơn cả giải Minh Hòa vừa rồi. Số 2 Văn Nam của Thể Công nha mọi người. Áo màu xanh. Ok anh em nha, anh em cứ xem ở đâu cũng được nha. Từ Thanh Thuận. Lại là 3-2. Điểm 16-15. Điểm 16-15 các bạn ơi. Đây là thi đấu thứ 4. Nếu Từ Thanh Thuận thắng thi đấu này thì hai đội sẽ bước vào xét chung kết 15 điểm. Nếu như Từ Thanh Thuận thua thì thua chung cuộc với tỷ số 3-1 nha mọi người. Thanh Bình vừa làm được ngay lập tức thì Tân Tiến đã thắng bằng. Bình.
17 đều. Nếu như hai đội bước vào xét chung kết 15 điểm thì rất là hay mọi người nha. Nếu bây giờ mà có trái banh khô thì ngon biết mấy. Trái banh bây giờ cũng đang ướt rất là nặng nha mọi người. Xong thì anh cũng nói với Diền Hai, đây là Diền Hai lập tức truyền bóng cho anh các bạn. 18 điểm. Các bạn xem nhớ cho mình một like, một chia sẻ và bấm theo dõi nha mọi người. Anh còn 18 19 18. Sáng đấu thứ tư này hai đội đang dặn co từng điểm số. Mình có kênh YouTube Volleyball Việt Nam. Nếu các bạn rảnh thì lên Volleyball Việt Nam để xem những pha bóng hay nhất, chất lượng nhất nha các bạn. Những pha hay chất lượng 4K. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thằng nhỏ gì hay quá vậy. Nhỏ là thằng nào ta? Bữa trước đang tấu em á hả? Phải đó không? Phải không? Đó chứ này. À. Lên 600 đi mọi người ạ. Từ tính tưởng. Đói 20, 19. Chị hai là thằng thật lớp 12 à? Thằng 19 tuổi. Thằng gì? Tốt Anh hả? Xin thông báo với bạn, chuyện hai bên áo xanh là bạn Tuấn Anh, học lớp 12 nha. Chuyện rất tốt luôn mọi người. Hai mốt 19. Mà mới đã yếu rồi hả các bạn? Nếu mà lắc rồi thì mình tắt, mình live stream lại. Các bạn xem lại cái đúng như vậy không ạ? Điểm 21-19. Còn 3 điểm nữa thôi thì các cầu thủ của Đăng Tiến sẽ chạm đến cúp vàng của năm nay. Hấp dẫn quá rồi. Quá hấp dẫn rồi. Đến này sắp tư nha bạn. 22-22. Nếu Yên Bình đáng sẽ có trận đấu thứ 5 nha bạn. 4 tế 3 bất cứ. Rồi, phát lên. 23-20.
khoảng 2 điểm nữa đi. 23-20 rồi, còn 2 điểm nữa thôi là sẽ các đội cầu thủ Tân Tiến sẽ được lên ngôi vô địch năm nay. Hai ba tiền các bạn biết đó là ai không ạ? Đó cũng là một chia hai số 1 Việt Nam, chưa có ai có thể thay thế nha bạn. Hai bóng 20 rồi, một điểm nữa thôi. Không có gì nói trước được. Nhìn đội hình mình không nghĩ là bên Tân Tiến đã thắng các bạn ơi. Hai bóng, hai bóng. Người có bóng là Từ Tinh Thuận. Như vậy là chúc mừng các cầu thủ Tân Tiến, chúc mừng Lâm Minh Sinh, Đàm Minh Công và Văn Nam. Các bạn đã theo dõi kênh Phố Lê Bùi Việt Nam. Nếu các bạn cảnh hãy lên kênh YouTube để xem những lại pha bóng chất lượng nhất nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chúc mừng một lần nữa, xin chúc mừng các cầu thủ Tân Tiến, Lâm Văn Sinh và Đàm Văn Công, Nguyễn Văn Nam. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chia buồn với team Giang Minh Đức, Từ Thanh Tùng và Vũ Quang Khơi. Tôi xin kết thúc livestream ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.